an xa, không ngại đường xa gian khổ vượt qua. Ta đến với từng nhà, tình quân dân đậm đà, một hai ba ta cùng nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm. Về đây ta trong với nông thôn, ta trong với nông thôn. Về đây ta bám sát địa bàn, kêu gọi toàn dân chung lòng lực sức giữ gìn trật tự an ninh. Về đây ta giúp đỡ nhân dân, về đây gian khó chẳng ngại ngần, giữ trọn niềm tin vững bền ý chí tấm lòng của người chiến sĩ sáng mãi trong lòng dân. Xa gian khổ vượt qua, ta đến với từng nhà, tình quân dân đậm đà, một hai ba ta cùng nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm. Về đây ta trông với ban, kêu gọi toàn dân chung lòng hợp sức giữ gìn trật tự an ninh. Về đây ta giúp đỡ nhân dân, về đây gian khó chẳng ngại ngần, giữ trọn niềm tin vững bền ý chí tấm lòng của người chiến sĩ sáng mãi trong lòng dân. Về đây ta sống với nông thôn, về đây ta bám sát địa bàn, kêu gọi toàn dân chung lòng hợp sức giữ gìn trật tự an ninh. Về đây ta giúp đỡ nhân dân, về đây gian khó chẳng ngại ngần, giữ trọn niềm tin vững bền ý chí tấm lòng của người chiến sĩ sáng mãi lòng dân. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ video. Đăng ký kênh và bật thông báo để nhận nhiều video hơn.